Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề do tác động từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vượt lên nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An vẫn tìm thấy những cơ hội trong thách thức, cơ bản duy trì được nhịp sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Vâng. Ngoài sự nỗ lực vượt khó và thích ứng của các doanh nghiệp thì không thể không nhắc tới sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời hiệu quả của các cấp ngành địa phương trên địa bàn. Mặc dù triển khai dự án trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Quang Vinh ở huyện Nghi Lộc vẫn hoàn thành các hạng mục sớm hơn dự kiến. Hiện tại nhà máy đã bắt đầu đi vào hoạt động được 50% công suất dây chuyền, 200 công nhân lao động, phần lớn từ miền Nam trở về, đã bắt nhịp công việc. Thì được sự đồng thuận nhất trí của ủng hộ của các cấp chính quyền xã, huyện và tỉnh thì công ty đã đi vào xây dựng hoạt động là khẩn trương. Đến giờ thì cũng đã đi vào hoạt động và đang đào tạo công nhân, tạo công ăn việc làm để thu nhập và nộp ngân sách cho huyện, tỉnh. Tại công ty cổ phần Trung Đô, mặc dù phải đối mặt với khó khăn kép, vừa thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, vừa bị giảm mạnh thị trường đầu ra, nhưng với sự nỗ lực, nhiều giải pháp linh hoạt, doanh nghiệp đã hoàn thành tốt mục tiêu, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 10 đến 20% so với năm 2020. Đây là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời hoàn thiện các hạng mục dự án xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu cao cấp quy mô hàng nghìn tỷ đồng, phấn đấu đi vào hoạt động quý 2 năm 2022. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cũng như lãnh đạo tỉnh, rồi là lãnh đạo công ty, là quan tâm để mà thực hiện cái đấy. Trong cái quá trình đó thì năm nay dù sao là cũng bị cái dịch bệnh COVID-19 ấy ảnh hưởng rất lớn đến không phải là riêng của nhà máy này mà nhiều doanh nghiệp. Nhưng mà quản triệt về tư tưởng là phòng chống dịch tốt, cho nên là đơn vị cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của dịch COVID-19, nhưng Nghệ An vẫn có trên 2.300 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có nhiều doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn và trên 800 doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất trên nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần đưa tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng hơn 17% so với năm 2020, thu ngân sách ước đạt trên 17.600 tỷ đồng, trong đó đóng góp của khối doanh nghiệp chiếm trên 65%. Lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới chỗ. Cái thứ hai đó là đã áp dụng cái công nghệ thông tin đưa vào trong điều hành. Mà chúng tôi thấy ấn tượng nhất đó là đưa cái chương trình một cửa đi vào hoạt động rất có hiệu quả và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất là cao trong cái sự việc này. Các doanh nghiệp vào thì được hướng dẫn thực hiện theo đúng cái quy hoạch và được tư vấn. Chúng tôi cho rằng là cái cốt lõi nhất đó là cả hệ thống chính trị của huyện đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy cho nên là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện cái công tác vừa hoàn thành các cái thủ tục đầu tư nhưng vừa bắt tay vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong cái điều kiện đại dịch. Bằng rất nhiều nỗ lực, năm 2021, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đã kiên cường vượt lên hoàn cảnh khó khăn, duy trì nhịp sản xuất tăng trưởng. Trong đó, các chính sách tài khóa về giãn hoãn thuế hay chính sách nới lỏng tiền tệ của chính phủ là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời. Đặc biệt với giải pháp quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch chính là điều kiện quan trọng tạo môi trường an toàn, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì nhịp tăng trưởng trong năm 2021.